Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình tạp chí giáo dục số 62, chương trình do VTVCAP sản xuất, phối hợp cùng với báo Giáo dục và Thời đại thực hiện, được phát sóng trên kênh VTVCAP6, các ứng dụng On, OnMe, YouTube OnEdu và fanpage OnEdu trường học 4.0. Và sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị, nhà bán trú của học sinh trường trung học cơ sở ở Thành Sơn, huyện vùng biên Quan Hóa, Thanh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng. Hàng chục học sinh ở trong dãy nhà này thì đang ngày đêm nơm nớp lo sợ. Trường trung học cơ sở Thành Sơn có 203 học sinh, trong đó thì có 58 em phải ở bán trú. Tuy nhiên thì dãy nhà bán trú đã xuống cấp nghiêm trọng nên chỉ có gần 40 học sinh phải ở tạm, còn lại thì một số em phải đi ở trọ trong nhà dân. Ông Đỗ Văn Năm, hiệu trưởng nhà trường cho biết, dãy nhà bán trú cho học sinh được xây dựng từ năm 2006. Lúc bấy giờ thì họ chỉ xây dựng mỗi xác nhà, còn bên trong thì không có gì cả. Vì thế, nhà trường và phụ huynh học sinh phải sắm cho mỗi phòng một chiếc giường để học sinh lấy chỗ ngủ. Hiện nay thì dãy nhà bán trú có 8 phòng ở nên chỉ có thể đủ chỗ cho hơn 30 học sinh. Còn khu nhà ăn, bếp nấu của trường cũng đã bị xuống cấp trầm trọng nên chúng tôi phải niêm phong lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho học trò, ông Năm cho hay. Em Phạm Thị Minh Châu, lớp 6, nhà ở Bản Bước, xã Thành Sơn, cách trường 12 km, cho biết con mới được bố mẹ đưa xuống trường học và được các thầy cô giáo cho ở trong nhà bán trú. Thế nhưng do phòng ở hư hỏng, cửa chính và cửa sổ bị hỏng hết nên là buổi tối thì con cảm thấy rất sợ. Con ngủ chung cùng với các bạn và tự nấu ăn ở trong phòng vì nhà ăn và bếp của nhà trường thì đã bị hư hỏng nên là các thầy cô giáo không cho các con vào đó. Cũng theo hiệu trưởng Đỗ Văn Năm, mặc dù dãy phòng học của nhà trường đã được cải tạo, sửa chữa, đảm bảo điều kiện dạy và học, tuy nhiên ngôi trường này chỉ có 3,5m sân phía trước nên mỗi khi chào cờ hay tổ chức sự kiện gì thì rất khó khăn, vất vả. Nhà trường cũng đã làm tờ trình đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư, mở rộng sân trường, đồng thời cải tạo và sửa chữa dãy nhà bán trú, nhà ăn, khu bếp nấu cho trường để giúp học sinh yên tâm trong những ngày mưa gió, ông Năm cho hay. Sáng ngày 16 tháng 9, trường Trung học phổ thông Phạm Chú Thứ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình ngoại khóa với chuyên đề đưa âm nhạc dân tộc vào học đường. Chương trình nhận được sự hỗ trợ phối hợp của câu lạc bộ âm nhạc Trúc Mai do nghệ sĩ ưu tú Ngô Tuyết Mai dẫn dắt. Tại chuyên đề thì học sinh của trường đã được lắng nghe những tiết mục của các nghệ sĩ ở câu lạc bộ biểu diễn như là đi cấy, lý cây đa. Bên cạnh thưởng thức những giai điệu dân ca thì học sinh được giới thiệu rất cụ thể về nguồn gốc, cách chơi các nhạc cụ dân tộc như là đàn tranh, đàn tơ rưng, sáo trúc, đàn cò, đàn tam thập lục. Nhiều em chia sẻ sau khi tham gia chuyên đề ngoại khóa sẽ ghi danh tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc dân tộc của nhà trường để tìm hiểu sâu hơn. Ngoài ra thì học sinh của nhà trường cũng có thể tham quan các nhạc cụ được trưng bày ở trường. Tổ ngữ văn của nhà trường cũng đã sưu tầm và in thành những cuốn tài liệu giới thiệu về âm nhạc dân tộc để học sinh tham khảo. Theo lãnh đạo nhà trường thì chương trình ngoại khóa về âm nhạc dân tộc được nhà trường tổ chức thường niên cho học sinh nhằm giới thiệu giúp các em có cơ hội tìm hiểu về loại hình nghệ thuật âm nhạc dân tộc. Song song với chương trình ngoại khóa, năm học này thì trường thành lập câu lạc bộ âm nhạc dân tộc để tạo ra sân chơi, môi trường cho những học sinh muốn tìm hiểu về âm nhạc dân tộc, yêu thích loại hình này, cũng như phát triển những học sinh có sở trường tham gia. Từ đó thì giúp các em hiểu sâu hơn về âm nhạc dân tộc, khơi gợi niềm yêu thích cũng như là gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống văn hóa. Theo lãnh đạo vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng thông tư số 26/2020/BGZDT bỏ bài kiểm tra một tiết là cách hiểu chưa chính xác. Chia sẻ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học, ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho biết, trước đây thì chúng ta có phân phối chương trình, quy định cứng thời điểm nào kiểm tra một tiết, nhưng giờ thực hiện chương trình nhà trường, kế hoạch dạy học do nhà trường tự chủ, do đó thì giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên, có thể kiểm tra 15 phút, 20 phút, 30 phút hoặc 45 phút, miễn sao đảm bảo được yêu cầu đạt hay mức độ cần đạt. Theo quy định tại thông tư 26, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi đáp, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập. Với kiểm tra đánh giá định kỳ gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ được thực hiện thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính, bài thực hành, dự án học tập,
thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính là từ 45 đến 90 phút, đối với môn chuyên là tối đa 120 phút. Như vậy, không nên bỏ bài kiểm tra một tiết mà thay vì quy định cứng như trước đây, bài kiểm tra sẽ được thực hiện linh hoạt hơn cả về cách thức và thời gian lẫn nội dung. Tại hội nghị thì ông Sài Công Hồng cũng nhấn mạnh một số điểm mới đáng chú ý tại thông tư 26, đó là tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét thay vì chỉ đánh giá bằng nhận xét ở một số môn học như trước đây, đa dạng hóa các hình thức đánh giá, thống nhất điểm đánh giá thường xuyên, giảm số đầu điểm định kỳ, tăng cường vai trò của môn ngoại ngữ trong xét danh hiệu học sinh giỏi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố tổ chức tập huấn công tác chuyên môn về chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường mầm non. Bà Thiệu Thị Kim Chi, trưởng phòng giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, đây là hoạt động thường niên của sở, mỗi đầu năm học mới thì đều phối hợp với ngành y tế thành phố tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh ở trẻ em, ở công tác thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non và cập nhật mới các nội dung pháp lý về luật an toàn thực phẩm. Tại buổi tập huấn thì bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Trúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã hướng dẫn các cán bộ chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non, các hiệu trưởng và nhân viên y tế các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong trường mầm non. Ở trong đó thì nhấn mạnh công tác thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non. Bác sĩ chuyên khoa 1 Châu Ngọc Tâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ cập nhật một số nội dung trọng tâm trong các nghị định hiện hành về luật an toàn thực phẩm, đồng thời có những hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực hiện 3 bước và lưu mẫu thức ăn tại cơ sở giáo dục mầm non. Ngoài ra thì để tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố hướng dẫn thành lập tổ tự quản an toàn thực phẩm tại các trường có bếp ăn tập thể, căng tin và trường học nhận suất ăn chế biến sẵn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Trúc cho biết, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học, trong thời gian tới thì ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố thành lập các đoàn công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, nói đến việc học quản trị du lịch và lữ hành thì sẽ có rất nhiều lựa chọn cho các bạn học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, khi đến với Đại học Đà Lạt, không những các bạn trẻ được học tập với một môi trường học bài bản về lĩnh vực này mà còn được đắm chìm trong một khuôn viên học vô cùng thơ mộng, một ngôi trường mang đậm nét của một thành phố du lịch. Thưa quý vị, nói đến việc quản trị du lịch và lữ hành sẽ có rất nhiều lựa chọn cho các bạn học sinh sinh viên. Đại học Đà Lạt nằm về phía bắc Hồ Xuân Hương trên đường Phù Đổng Thiên Vương, cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 2 km. Toàn bộ khu vực nằm trên một đồi rất thơ mộng, nhìn sang sân golf rộng khoảng 38 hectare với hơn 40 tòa nhà lớn nhỏ ẩn hiện thấp thoáng giữa rừng thông. Sở hữu khuôn viên rộng có cảnh quan tuyệt đẹp, được mệnh danh là khuôn viên đẹp nhất của các trường đại học Đông Nam Á. Ngôi trường giữa thành phố ngàn hoa này không chỉ thu hút sinh viên từ các nơi về học tập mà còn thu hút đông đảo các du khách tới chiêm ngưỡng một Đà Lạt nhỏ trong trường đại học mang tên của thành phố. Với ưu thế đào tạo tại vùng đất với ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của trường Đại học Đà Lạt cũng là chuyên ngành mà được rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên quan tâm và lựa chọn theo học. Có thể nói rằng là khoa du lịch của trường Đại học Đà Lạt là một trong những cái khoa mà một trong những cái ba cái khoa mà được đào tạo về cái ngành du lịch ở khu vực phía Nam đầu tiên của cả nước. Và với một cái lợi thế về Đà Lạt là một cái địa danh du lịch nổi tiếng không những ở Việt Nam mà còn ở cả khu vực. Do đó thì chính cái lợi thế này để giúp cho chúng tôi cảm thấy là tự hào và thêm một cái nhiệt huyết trong quá trình đào tạo cái ngành du lịch và để đóng góp vào cái sự phát triển của du lịch Đà Lạt nói riêng và cái sự phát triển của du lịch Việt Nam nói chung. Thì hiện nay ở khoa chúng tôi thì với cái đội ngũ giảng viên đầy đủ về số lượng cũng như là cái kinh nghiệm giảng dạy và đặc biệt là có nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài. Và có nhiều giảng viên là có cái kinh nghiệm thực tiễn rất là tốt trong quá trình quản lý điều hành các cái doanh nghiệp. Và chính điều đấy thì nó mang đến cho sinh viên khoa du lịch của trường Đại học Đà Lạt có những cái trải nghiệm cả về lý thuyết lẫn về thực tế. Thì đấy là những cái lợi thế mà làm nên cái thương hiệu của khoa du lịch trường Đại học Đà Lạt. Thì trong cái quá trình học 4 năm ở tại khoa du lịch của trường Đại học Đà Lạt
thì sinh viên được trang bị một cái khối lượng kiến thức và kỹ năng để đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội. Bởi vì chúng tôi hướng đến cái việc là đào tạo những sinh viên ra để đáp ứng được cái nhu cầu của các doanh nghiệp. Cho nên là ngoài cái việc là trang bị các cái nền tảng về lý thuyết rất là vững chắc, thì các em có những cái cơ hội để đi thực tập, để đi tham gia vào các cái quá trình trải nghiệm đào tạo ngay trong quá trình đang học ở trên ghế nhà trường, thông qua các cái chương trình hợp tác liên kết với các doanh nghiệp ở trên địa bàn, cũng như là các doanh nghiệp mà lớn họ có cái nhu cầu và mong muốn được hợp tác để mà tham gia vào quá trình đào tạo, cũng như là chúng tôi sẽ đáp ứng cái nhu cầu của họ ở trong khi mà sinh viên tốt nghiệp ra trường. Năm 2020, chỉ tiêu tuyển sinh của khoa du lịch Đại học Đà Lạt lấy chỉ tiêu là 250 sinh viên. Trong đó thì xét kết quả kỳ thi trung học phổ thông là 125, xét học bạ là 100 và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tuyển thẳng là 25 sinh viên. Khối tổ hợp xét tuyển bao gồm C00 ngữ văn, lịch sử, địa lý, C20 ngữ văn, địa lý, giáo dục công dân, D01 ngữ văn, toán, tiếng Anh, D78 ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Anh. Với những ưu điểm về môi trường và khuôn viên học tập, cùng với đó là chất lượng giảng dạy được đánh giá cao bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Đà Lạt chắc chắn là một chuyên ngành đáng để các bạn yêu thích ngành nghề này lựa chọn theo học. Gần đây, Chính phủ đã lựa chọn năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Và việc mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp có vai trò quan trọng như thế nào trong các trường đại học? Chúng ta hãy cùng đến với buổi talk show và tìm hiểu về chủ đề ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp là từ khóa đã tạo nên thành công diệu kỳ cho Israel, một quốc gia chỉ có 7,1 triệu người dân, có vị trí địa lý ở một khu vực vô cùng khắc nghiệt. Cho đến nay thì mô hình thành công đó đã trở thành niềm cảm hứng cho nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy các trường đại học có thể đóng vai trò như thế nào trong việc là tạo ra những cái vườn ươm khởi nghiệp cho các bạn thế hệ trẻ, những sinh viên Việt Nam? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời đầu tiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Điện tử Viễn thông Đại học Bách Khoa. Chào quý vị khán giả, chào MC. Xin được giới thiệu vị khách mời thứ hai, anh Bùi Anh Nhân, co-founder của công ty SpaceShare và là á quân của cuộc thi khởi nghiệp cùng Kawai. Xin chào các quý vị khán giả. Lời đầu tiên thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình Tạp chí Giáo dục. Câu hỏi đầu tiên mà em muốn dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ, đấy là theo Phó Giáo sư Tiến sĩ là một hệ sinh thái khởi nghiệp thì sẽ bao gồm những gì ạ? Vâng, hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho một cho các cá nhân hay là các tổ chức mà hay là các bạn mà muốn đứng ra khởi nghiệp thì theo tôi nó sẽ bao gồm hai thứ chính. Thứ nhất là vốn, đương nhiên rồi. Thứ hai, ngoài vốn ra thì chúng ta cần phải có một cái môi trường để cung cấp cho các bạn ý các cái liên quan đến nhân lực, các cái kiến thức về quản trị, các kiến thức về công nghệ. Vậy thì anh Nhân là một người đã từng khởi nghiệp từ khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, thì theo bạn là khi mà sinh viên khởi nghiệp thì sẽ gặp phải những khó khăn gì? Với một sinh viên mà bắt đầu khởi nghiệp thì là đầu tiên chắc là về kiến thức. Có thể là trong khi mà mình ngồi trên ghế nhà trường có thể là mình chỉ học chuyên về một chuyên ngành nào đấy thôi, nhưng khi khởi nghiệp thì mình cần có một cái kiến thức tổng hợp. Về thứ hai đó là chính là những người đồng hành cùng mình, đó có thể là những cộng sự cùng làm nên dự án của mình. Thứ hai nữa cũng có thể là các mentor, các quỹ đầu tư. Thì việc chọn cho mình có cho mình những cái nhà đồng hành đấy, những người đồng hành cùng mình thì rất là quan trọng. Vâng, vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái tình hình khởi nghiệp của các bạn sinh viên trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay ạ? Tôi nghĩ rằng là vì là gần đây thì Việt Nam cũng nhắc đến rất là nhiều việc là chúng ta cần trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Chính vì thế nên các bạn sinh viên cũng rất là tích cực tham gia vào những cái cuộc thi khởi nghiệp hoặc là tham gia vào những cái nhóm khởi nghiệp
Tôi nghĩ rằng là đang rất là sôi nổi. Quá trình khởi nghiệp cũng như là cái công cuộc khởi nghiệp trong những năm gần đây rất là sôi nổi. Tuy nhiên thì để tạo ra một cái môi trường để giúp các bạn ấy có thể phát huy những cái lợi thế và đặc biệt là những cái quỹ đầu tư thì không phải là một điều đơn giản. Và SpaceShare thì đã làm được điều đấy đúng không ạ? Và thế thì anh Nhân có thể chia sẻ cho tôi được biết là SpaceShare đã kết nối những cái nhà đầu tư và những cái quỹ đầu tư như thế nào với SpaceShare? Với SpaceShare thì là may mắn được các quỹ đầu tư bên Nhật có đầu tư cho dự án. Thì SpaceShare có tìm kiếm các nhà đầu tư thông qua các vườn ươm cũng như là thông qua những mentor của mình, thì được giới thiệu các nhà đầu tư. Thì sau đấy thì là với các nhà đầu tư thì người ta luôn luôn là cởi mở với các dự án startup. Ngoài ra thì là các dự án khởi nghiệp cũng có thể kết nối với các nhà đầu tư thông qua các cuộc thi. Chẳng hạn như với SpaceShare thì thông qua khởi nghiệp cùng Kawaii chẳng hạn, thì cũng có được tiếp xúc với các nhà đầu tư. Từ đấy thì có cơ hội để có thể làm được đầu tư. Và sắp tới thì em được biết là Đại học Bách Khoa sẽ ra mắt một quỹ đầu tư được mang tên là BK Fund 50 tỷ đồng và sẽ được ra mắt vào mùng 10 tháng 10 tới đây. Thế thì Phó sư tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về cái quỹ này và biết đâu thì anh Nhân có thể là người sẽ ứng tuyển vào quỹ đầu tư này ạ. Thì BK Fund là một cái quỹ mà được các cựu sinh viên của Bách Khoa đứng ra để góp vốn. Và quỹ thì sẽ có giá trị cỡ khoảng 20 đến 50 tỷ. Và trước mắt thì là quỹ sẽ hướng tới seed fund, tức là đầu tư ươm tạo cho các cái ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên, của giảng viên, của cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa. Và thông thường thì một cái seed fund như thế nó sẽ cỡ khoảng 1 tỷ đồng. Thì cái quỹ BK Fund ấy, cái mục tôn chỉ của họ không chỉ là cấp ra vốn ban đầu cho các ý tưởng khởi nghiệp, mà cái cần hơn đấy là sẽ tạo ra một cái môi trường cho các cái đơn vị khởi nghiệp về mentor cho họ về quản trị, kiến thức về quản trị, các kiến thức về công nghệ, và cung cấp thêm những cái công nghệ mà trường Đại học Bách Khoa đang rất là mạnh liên quan đến các lĩnh vực công nghệ như công nghệ thông tin, như điện tử viễn thông, như tự động hóa, như hóa học, sinh học. Vâng, quay trở lại câu chuyện là sinh viên hiện nay thì đang có cái phong trào khởi nghiệp. Vậy thì đối với anh Nhân, bạn có thể chia sẻ lý do vì sao mình quyết định khởi nghiệp không ạ? Lý do quyết định khởi nghiệp thì ban đầu ý tưởng là xuất phát là từ hồi sinh viên. Thì mình là freelancer nhưng mà lại không có một cái không gian là chuẩn mực để mà mình làm việc. Thì từ đấy thì mình đặt ra một câu hỏi là tại sao lại mình lại không có một cái nền tảng mà để tìm kiếm các cái không gian. Và từ đấy là SpaceShare ra đời. Thì SpaceShare là nền tảng thương mại điện tử giúp cho người dùng có thể là đặt lịch, tìm kiếm và đặt lịch không gian, tổ chức sự kiện, không gian làm việc một cách nhanh chóng, linh hoạt hơn. Thì từ đấy giúp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Với sinh viên khởi nghiệp thì khi khởi nghiệp thì có những cái cơ hội cũng như là có những cái khó khăn riêng. Chẳng hạn như là khi sinh viên khởi nghiệp thì có thể là mình có thể tự làm những cái ý tưởng mà của mình từ thời sinh viên, có thể là đưa ra thành dự án thực tế. Ngoài ra thì mình cũng có thể là trong môi trường khởi nghiệp thì mình có thể tự do sáng tạo, tự do làm việc hơn. Còn về thách thức thì có thể là khi với một bạn sinh viên vừa ra trường thì khi khởi nghiệp thì là bạn sẽ phải đánh đổi là mất đi, có thể là mất đi một cơ hội có một vị trí, có một công việc tại những công ty lớn, tập đoàn lớn. Ngoài ra thì khi mà sinh viên khởi nghiệp thì cũng đồng nghĩa với việc là chấp nhận cái rủi ro là có thể là thất bại. Vâng, vậy thì cũng được biết là anh Nhân đã tham gia những cái vườn ươm khởi nghiệp cũng như là những cái cuộc thi về khởi nghiệp. Thế vậy thì bạn có thể chia sẻ là lý do nào cũng như là cơ duyên nào để bạn có thể tham gia những cái vườn ươm đấy hay là những cái cuộc thi như là cuộc thi khởi nghiệp cùng cơ quan? Rất may mắn thì là tại trường Đại học Ngoại thương thì cũng có các trung tâm hỗ trợ cho sinh viên khởi nghiệp. Ngoài ra nữa về thầy cô cũng như là các cựu sinh viên cũng quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp của sinh viên. Vì vậy là làm sinh viên Đại học Ngoại thương thì mình cũng may mắn có thể là biết tới các cái cuộc thi cũng như là các cái vườn ươm. Thì từ đấy mình có thêm cơ hội để có thể tiếp xúc với các mentor cũng như các nhà đầu tư. Vâng, có thể nói môi trường cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để các bạn sinh viên có thể khởi nghiệp một cách thành công. Và
Được biết là Đại học Bách Khoa thì cũng đã có những cái chương trình khởi nghiệp liên quan đến khối ngành kỹ thuật. Vậy thì Phó giáo sư tiến sĩ có thể chia sẻ là cái sự khác nhau giữa việc khởi nghiệp giữa ngành kỹ thuật và ngành kinh tế là gì không ạ? Thực ra tôi lại không phân biệt giữa việc khởi nghiệp kinh tế hay là khởi nghiệp kỹ thuật. Vì khi mà khởi nghiệp ý, tôi nghĩ rằng là mình cũng phải thẳng thắn nói rằng là việc mở một cái quán đấy không phải là khởi nghiệp. Khởi nghiệp theo quan điểm của tôi có nghĩa rằng là mình phải có được một cái mô hình kinh doanh mới, khác biệt, một cái sản phẩm mới khác biệt, thì lúc đấy mình sẽ kết hợp một cái sản phẩm cộng với một mô hình kinh doanh thì nó mới tạo nên được một doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì khi đấy thì mình sẽ thấy một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa kinh tế và kỹ thuật. Nếu mà mình chỉ có mỗi sản phẩm không thì nó cũng không ra thành khởi nghiệp được, mà mình phải kết hợp nó để xây dựng nên, kết hợp kinh tế vào đấy để xây dựng ra một cái mô hình kinh doanh dựa trên cái sản phẩm đó, thì lúc đó mình mới có khởi nghiệp. Thì tôi sẽ không phân biệt giữa kinh tế và kỹ thuật. Chia sẻ thêm một chút là ví dụ như ở Viện Điện tử Viễn thông chẳng hạn, chúng tôi cũng tạo ra những cái môi trường như vậy bằng cách như thế nào. Chúng tôi đưa sinh viên của chúng tôi vào BK Hub của BK Holding trong trường Bách Khoa, và tại đấy thì chúng tôi có mentor là các doanh nghiệp từ bên ngoài vào cộng với các thầy cô, và khi đó thì chúng tôi sẽ hấp dẫn không chỉ là sinh viên của điện tử viễn thông mà sinh viên của kinh tế, sinh viên của ngoại thương vào, và chúng tôi sẽ góp các bạn thành các nhóm mà có cả kinh tế, cả ngoại thương, cả điện tử viễn thông để tạo nên những cái project. Và từ cái project đấy nếu mà ý tưởng nào tốt thì chúng tôi sẽ có thể gọi vốn giúp các bạn ấy. Có thể nói là khởi nghiệp thì chúng ta không phân biệt giữa lĩnh vực khởi nghiệp, miễn sao là các bạn có ý tưởng, và đặc biệt là một cái yếu tố rất quan trọng đấy chính là mentor. Vậy thì tôi lại muốn được lắng nghe chia sẻ câu chuyện của anh Nhân, đấy là khi mà bạn khởi nghiệp thì bạn đã được những mentor, những cái người hướng dẫn mình như thế nào? Mentor thì rất may mắn là với Space Air thì có các mentor về cả bên công nghệ, về cả bên kinh tế. Vì vậy là các mentor thì khi mà với một sinh viên khởi nghiệp thì kiến thức có thể là kiến thức cũng như là kinh nghiệm có thể là chưa bằng những người đi trước, thì chính những người mentor đấy là những người mà có thể là góp ý, dẫn dắt, cũng có thể là kết nối với các nhà đầu tư cũng như là các mentor khác mà cái dự án đấy đang cần, thì từ đấy thì dự án nó sẽ hoàn thiện hơn cũng như là tính khả thi cao hơn. Vâng, vậy thì ở dưới góc độ nhà trường thì thưa Phó giáo sư tiến sĩ, là nhà trường của chúng ta thì cần tạo ra những cái môi trường như thế nào, cũng như là tạo ra những cái cơ hội để các bạn có thể tiếp cận được những cái vườn ươm khởi nghiệp hay là quỹ đầu tư, hay là vừa rồi bạn anh Nhân có chia sẻ là mentor, người hướng dẫn, thì nhà trường cần phải làm như thế nào? Với trường Bách Khoa thì trong những năm gần đây chính sách chung của nhà trường là rất là khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, và nhà trường cũng như ở Viện Điện tử Viễn thông thì chúng tôi cố gắng tạo ra cái môi trường rất là đó là gì? Chúng tôi kết hợp với doanh nghiệp, kết hợp với các cựu sinh viên mà có kinh nghiệm, có kiến thức, và chúng tôi cũng đưa các bạn ra ngoài doanh nghiệp để thực tập, để các bạn tích lũy kinh nghiệm. Sau đó thì có thể là tổ chức những cái cuộc thi bên trong nội bộ trường, hoặc là mở rộng ra để cho các bạn có ý tưởng, các bạn có thể trình bày ý tưởng với doanh nghiệp, với các nhà đầu tư, và từ đấy thì đưa các bạn vào hướng dẫn trong trong những cái chương trình mà có mentor của về công nghệ thì có các thầy ở trong trường, và về phần quản trị thì có các mentor từ bên các doanh nghiệp. Vâng, việc tham gia những cái vườn ươm khởi nghiệp là rất là cần thiết. Tuy nhiên thì các bạn sinh viên có ý tưởng, có dự án, nhưng mà để thành công và được thuyết phục nhà đầu tư ở tại các cái vườn ươm khởi nghiệp thì không phải là điều dễ dàng. Vậy thì anh Nhân có chia sẻ kinh nghiệm gì để cho các bạn sinh viên có thể làm tốt điều này không ạ? Với các nhà đầu tư ấy, thì người ta luôn có một cái gọi là khẩu vị đầu tư riêng. Và khi mà mình, ví dụ là mình khởi nghiệp trong lĩnh vực về công nghệ, hay mình khởi nghiệp về trong lĩnh vực về thực phẩm gì đấy chẳng hạn, thì mình sẽ phải tìm hiểu những nhà đầu tư mà người ta đã, trước đấy người ta đã đầu tư những dự án tương tự như thế. Thì từ đấy thì mình mới đầu tiên là có
một sự phù hợp nhất định phía trước. Sau đấy thì là mình sẽ nhờ những người có kinh nghiệm hơn, những mentor, người ta sẽ chỉ dẫn cái việc để mà cho nhà đầu tư tin tưởng. Thì mình sẽ phải tạo được, mình sẽ phải là trình bày những cái gì, mình sẽ phải thể hiện được những cái gì. Thì từ đấy thì nhà đầu tư tin tưởng hơn. Và sau đấy thì là mình có thể gọi là các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào dự án và đầu tư hơn. Và có thể nói là mentor cũng như là người hướng dẫn là rất quan trọng. Tuy nhiên trong cái vườn ươm khởi nghiệp đấy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể chia sẻ ra là ngoài những người mentor, những người hướng dẫn thì các bạn sinh viên khi mà vào đấy thì cần chuẩn bị những gì, hay là cần phải gọi là chuẩn bị cho mình những gì để tốt nhất khi mà vào vườn ươm đấy ạ? Tôi nghĩ là tôi sẽ chia sẻ ở dưới góc độ của sinh viên kỹ thuật thôi. Vâng. Tại vì là có lẽ là Nhân sẽ có thể có những cái góc nhìn từ sinh viên kinh tế. Kinh tế. Vâng. Thì với sinh viên kỹ thuật tôi thấy các bạn thường là có ý tưởng rất là hay. Tuy nhiên là cái phần về một số những cái skill liên quan đến trình bày này, liên quan đến thuyết phục nhà đầu tư này, liên quan đến quản trị này, liên quan đến xây dựng một cái mô hình kinh doanh thì thường là các bạn kỹ thuật chưa được gọi là chú trọng lắm. Chính vì thế nên các bạn nên có thêm những cái chuẩn bị như vậy. Nếu các bạn đã có một cái sản phẩm khá là tốt rồi, có một cái ý tưởng khá là tốt rồi thì mình cũng nên có thể là đi tìm thêm những cái người đồng hành khác từ các ngành kinh tế để gọi là xây dựng cho mình một cái profile nó đầy đủ hơn, bức tranh toàn cảnh hơn. Vâng, và khi mà mình vâng, xin mời Nhân. Thì em thấy là tức là với một cái những với dự án khởi nghiệp mà những cái vòng đầu tiên á, chẳng hạn như vòng seed round chẳng hạn, thì là em nghĩ là việc ý tưởng là một phần. Tuy nhiên là các nhà đầu tư, các vườn ươm luôn luôn nhìn vào là cái con người, tức là những cái người mà đồng sáng lập lên cái dự án đấy, thì là mình phải trau dồi cho mình những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng. Từ đấy thì các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào các co-founder, thì từ đấy thì cũng tạo thêm cái niềm tin cho các nhà đầu tư hơn khi đầu tư. Vâng, và sau khi chúng ta phát triển ở trong vườn ươm, những cái dự án đã được đi vào thực hiện, tuy nhiên thì khi mà thực hiện nó thì chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn. Và đối với SpaceShare thì đã hoạt động được 2 năm rồi, và trong cái thời gian dịch Covid-19 vừa rồi thì cũng có thể nói là doanh nghiệp nào cũng khó khăn chứ không phải là doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì anh Nhân có thể chia sẻ là những cái khó khăn trong đợt dịch vừa rồi và mình đã vượt qua như thế nào được không? Thì về những chia sẻ trước thì SpaceShare là nền tảng kết nối người dùng và các không gian tổ chức sự kiện cũng như là không gian làm việc. Thì như đợt Covid vừa rồi thì là gần như các sự kiện đều bị tạm dừng hết. Vì vậy là gần như là doanh thu đến từ cái việc là tổ chức sự kiện là không có. Vì vậy là khi đấy thì các co-founder cùng ngồi lại với nhau, tức là mình sẽ phải tìm hướng đi trong, tức là người ta bảo trong nguy có cơ, thì mình sẽ phải tìm hướng được cái trong đợt dịch thì mình sẽ phải tìm cơ hội để làm sao để giúp cho SpaceShare sống được, vượt qua đã. Thì khi sống vượt qua rồi thì lúc đấy thì mình mới có cơ hội có thể là đi tiếp, đi theo cái mà mục tiêu của mình ban đầu. Vâng, cảm ơn một câu chuyện rất là thực tế của anh Nhân. Vậy thì câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành tới Phó Giáo sư Tiến sĩ là Phó Giáo sư Tiến sĩ có một lời khuyên nào đấy tổng thể cho những cái bạn sinh viên có ý tưởng này, hay là những cái bạn sinh viên đang khởi nghiệp, hay là thậm chí là những bạn sinh viên đang thực thi những cái dự án của mình không ạ? Giả sử như nếu bây giờ tôi khuyên là không nên khởi nghiệp thì sao? đấy là cũng nói vui thôi. Tôi nghĩ rằng là để mà chuẩn bị hành trang thì các bạn sẽ cần một trả lời được câu hỏi tại sao. Câu hỏi tại sao là một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Nó sẽ gần như là giúp bạn đi rất là lâu dài và kiên trì. Tôi không nghĩ rằng là khởi nghiệp đơn giản. Khởi nghiệp sẽ rất mất thời gian. Thực ra tôi có thể chia sẻ là tôi cũng có co-founder một công ty. Thì cái con đường ấy nó sẽ cực kỳ trắc trở. Và nếu các bạn mà không có một cái sự đam mê đầy đủ và đủ kiên trì, đủ hiểu là tại sao mình cần phải khởi nghiệp, tại sao cái sản phẩm của mình nó là một sản phẩm tốt, và tại sao mình cần phải làm cái sản phẩm này, sứ mệnh của cái sản phẩm của mình là gì, thì rất là khó để đi hết con đường khởi nghiệp. Đấy là cái
liên quan đến tư tưởng. Thứ hai là tôi nghĩ rằng là mình nên trang bị cho mình không chỉ kiến thức về công nghệ mà là kiến thức về quản trị. Kiến thức quản trị rất là quan trọng. Đó. Thì đấy là hai cái mà tôi muốn nhấn nhủ. Vâng, vậy thì còn anh Nhân ạ, bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn sinh viên ạ? Với các bạn sinh viên thì mình nghĩ là nếu mà có ý tưởng từ lúc là sinh viên thì mình cần phải xây dựng ý tưởng đấy một cách rõ ràng hơn, làm sao để có thể là ý tưởng đấy có thể là triển khai ra thực tế. Ngoài ra nữa thì là như anh Minh có chia sẻ thì là mình cũng phải trang bị tốt cho mình cái hành trang, tức là hành trang về kiến thức, về kỹ năng, thì từ đấy thì mình có thể tự tin mình triển khai cái dự án của mình hơn. Ngoài ra có một điều rất là quan trọng nữa, đó là chính là người đồng hành. Người đồng hành ở đây có thể là người cùng làm dự án với mình, cũng có thể là những người mà hướng dẫn mình, cũng có thể là những nhà đầu tư. Thì khi mà mình có nhà đồng hành rồi thì mình có thể là tự tin cũng như là mình có những người giúp đỡ có thể góp ý để triển khai dự án của mình tốt hơn. Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ hết sức bổ ích của hai khách mời của chúng ta. Và hy vọng rằng là qua những cái chia sẻ này thì các bạn ấy cũng sẽ có những cái góc nhìn mới hơn, một góc nhìn khác lạ so với những góc nhìn trước kia mà các bạn ấy sau khi theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhất thì chính phủ đã lựa chọn năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì cũng đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Điều đó thì thể hiện cam kết mạnh mẽ từ chính phủ trong việc kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp. Các trường đại học của Việt Nam thì cần nắm bắt được xu thế tất yếu này